quý vị, thưa các bạn, hiện tỷ lệ hàng Việt luôn chiếm tới 80-90% tại các siêu thị. 70% số người được hỏi đều cho biết ưu tiên sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất. Đó là kết quả triển khai chương trình nhận diện hàng Việt Nam, tự hào hàng Việt Nam năm 2022. Đây là những sản phẩm tinh hoa, phong phú, đa dạng của gần 100 đơn vị đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn tới các hợp tác xã, hộ sản xuất nhỏ, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, đem tới giới thiệu, quảng bá tại lễ hội Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022 do Bộ Công Thương tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đây là lần thứ 3 tôi tham gia chương trình hàng Việt Nam của Bộ Công Thương làm tổ chức. Nói chung là tôi sẽ đem đặc sản tiêu biểu của Quảng Nam với mục tiêu là duy nhất là quảng bá giới thiệu sản phẩm của Quảng Nam được ra thị trường của trong nước và ngoài nước. Tôi cũng tham gia tới 3 đến 4 lần với những cái chương trình hỗ trợ, đặc biệt là tinh hoa hàng Việt Nam. Thông qua những cái chương trình như thế để khuyến khích, thúc đẩy những cái mặt hàng, đặc biệt là những mặt hàng nông sản của Việt Nam, không chỉ để cho người tiêu dùng Việt Nam thưởng thức, sử dụng nó và bảo vệ nó, mà muốn vươn ra ngoài thế giới nữa. Là một trong top 10 thương hiệu doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản hàng đầu của Việt Nam, doanh nghiệp này chủ yếu sản xuất các loại chè đen, chè xanh chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều nước trên thế giới. Không chỉ tập trung xuất khẩu, mà doanh nghiệp còn tích cực tham gia hội chợ, triển lãm để tiến tới gần hơn với mục tiêu đưa sản phẩm thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng trong nước. Cái việc hoạt động này rất là có ý nghĩa đối với doanh nghiệp cũng là người tiêu dùng, tại vì là cái việc nó thể hiện cái sự tự tôn cũng như là niềm tự hào dân tộc. Và thứ hai là nó sẽ tạo hình thành cái thói quen văn hóa tiêu dùng đối với người tiêu dùng là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Chúng tôi muốn sản xuất và đưa ra những loại trà tốt nhất tới tay người tiêu dùng để người Việt Nam được dùng hàng Việt Nam với chất lượng tốt và giá cả hợp lý nhất. Chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam năm 2022 với nhiều điểm mới như tổ chức phát động phong trào xây dựng hệ sinh thái cộng đồng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam, thi tìm hiểu kiến thức về cuộc vận động chương trình nhận diện hàng Việt Nam đã tạo nên sức gắn kết cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực của hàng Việt. Năm nay chúng tôi là những cái khởi động đầu tiên để tuyên truyền vận động cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, phối hợp với nhau để tạo ra một hệ sinh thái, làm sao tạo ra được những cái hàng hóa dịch vụ Việt Nam có chất lượng, hội nhập được với nền kinh tế thế giới. Để cuộc vận động được lan tỏa sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, Bộ Công Thương tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt động mua sắm hàng Việt theo hình thức phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, Bộ sẽ tổ chức thường niên chương trình nhận diện hàng Việt Nam trên quy mô toàn quốc với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam.